Roma, sáng ngày 16 tháng 9, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã chủ sự lễ giỗ Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, tại nhà thờ Hiệu Tòa và cũng là nơi gìn giữ mộ phần của Đức Hồng Y Phanxicô. Hiện diện trong thánh lễ có các linh mục đến từ Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh, Điền tu sĩ Roma cũng như các bạn bè thân hữu cùng với các đại diện các tổ chức đang tiếp tục cầu nguyện với Ngài. Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ đặc tính phổ quát của việc cầu nguyện và mối liên hệ giữa cầu nguyện và đức tin. Đức Hồng Y Turkson nói về đấng đáng kính Phanxicô Nguyễn Văn Thuận là con người của cầu nguyện, là nguồn cảm hứng của rất nhiều người hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ cầu nguyện. Đức Hồng Y Turkson nói đến gương sáng nhân đức và đời sống của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận vẫn đang tỏa sáng và gợi hứng cho nhiều người. Ngài kể về chuyến đi Cameroon của mình và Ngài thấy bất ngờ khi thấy những người trong nhà tù vẫn cầu nguyện với Đức Hồng Y. Những người tù ở đó có hình của Đức Hồng Y và họ lần chuỗi với Ngài. Họ xin Đức Hồng Y cho họ sống tốt. Đó là một phúc lành và gương sáng mà Đức Hồng Y đã tỏa sáng tại Cameroon, và những người tù đã không chỉ cầu nguyện cho họ mà còn cầu nguyện cho những người khác được sống tốt. Arrivato lì c'è stata una delegazione della prigione centrale di Yaoundé a venire a presentare immagini di Calvary. Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận từ lâu vẫn được xem là biểu tượng của người Công giáo Việt. Trong tông huấn Christus Vivit, Đức Kitô sống, được công bố ngày 2 tháng 4 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận như là gương mẫu của người trẻ. Ngài được nhắc đến như là người sống giây phút hiện tại đầy tình yêu, đặc biệt là những năm tháng sống trong lao tù. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Turkson đã cùng với các linh mục và giáo dân đến bên mộ của đấng đáng kính Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận và cầu nguyện cùng Ngài.